Rồi, em xin chào nhà nha. Em lên tiếp cho nhà một con casio nha, mới về dọc này nè. Dòng này lâu lâu mới có nha. Có nhiều anh em đặt đặt hàng mấy con này. Thì nó là dòng casio quay capter tích solar pin năng lượng nha. Chạy hai máy ha, hai ion tử luôn, vừa kim vừa ion tử. Mặt xanh. Kính zin có lông mèo không đáng kể đâu. Cái này kính nó dễ lắm, về bắt cana là bóng rồi. Mấy dòng này, cái niệm của nó còn khoai sức. Cọc số giao quang, đặc biệt con này có đèn tự động ha. Nó mới để tay vô lỡ cháy đèn. Em test giao quang chưa? Đó, đèn nha, đèn lúc 2 giờ ha. Pin năng lượng nha. Mặt xanh dây khóa zin đó bên hông này, độ mới này còn ok á. Dây khóa thì nằm trong lô thì nhìn cái dây có lông mèo thôi, này về bu lia nhẹ nhẹ đẹp. Còn thôi để hàng si để gì bình thường nha, khóa này. Mặt sau đây. Nhìn chất nhựa còn đẹp, nắp sau. Thì con này vẫn là mã WVAM650, lắp ráp nhà máy đặt ở Thái Lan nha, bắt đầu mới xuất về thị trường nội địa Nhật nha. Full zin. Dây còn dài lắm, này dây 19 cũng được. 99 năm thoải mái. Thì lên tay thì cái đèn tự động nhạy hơn, có đèn tự động ha. Tối nha, lắc tay coi coi giờ. Còn nếu ra sáng thì lắc bình thường không cháy ha. Vô phải có cảm biến ánh sáng á. Dù buổi tối trong tối nha, sẽ cháy thôi. Thì cũng là nhiều chức năng nha, giờ thế giới giờ thao báo thức này các kiểu à. Thì đang là bình thường nè, chỉ là bữa nay thứ hai nè, giờ bấm vào đây à, coi ngày không, cái này là để bấm vào đây chứ, này coi ngày nè, đây giờ ý, thứ nè, ngày nè, này thứ giờ nè. Đó, chuyển qua đây cái nè à, cái này xem múi giờ thế giới vậy nè, xem rất nhiều múi giờ thế giới ha, dòng này thuộc dòng cao nha. Này bấm vào thể thao, bấm ngưng cái reset nè, reset lúc này rồi. Đúng rồi, nó thể thao quá, điểm ngược nè, chạy ngược nè, được 9 tiếng, con này chạy ngược đâu 9 tiếng như vậy, 10 tiếng chứ, nè, số 10 nè. Nè, ở này sinh là báo giờ lặp lại nha, bật là on off nè, đang đang bật on nè, ví dụ cái nhà muốn tắt thì bấm lúc này chứ. Này là báo thức nè, báo thức 2 nè, thức 3 nè, thức 4 nè. Bốn báo thức với này báo giờ lặp lại ha, này báo tiếng nè, đúng tiếng chín cái á. Rồi nó quay lại bình thường, đơn giản thôi, nó chức năng vậy. Mặt xanh ha, lâu lâu mới về các bạn. Rồi con này xe ngang của nó là 42.8 mỏng, 13 ly 9, độ mới còn ok. Rồi này em bán 1 triệu 180k mã 055 nha, 1 triệu 180k 055. Tùy ra độ mới mua nha. Mấy dòng này con này vậy là cũng đạt rồi, tầm 90 rồi. Bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em á chuyển khoản bên em bao ship ha. Em xin chào nhà nha.